À, dạ vâng, lại là em Mai các bác ơi. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Tiếp tục giới thiệu và chia sẻ đến các bác những cái mẫu bếp cực kỳ xuất sắc ở bên kho nhà em các bác nhé. Đầu tiên là sẽ là một chiếc bếp A1. Dòng này em chia sẻ kỹ cho các bác về mẫu này, bởi vì cái mẫu này là một cái mẫu độ mới cực kỳ cao các bác nhé. Các bác vào xem bếp, vào xem video thì ủng hộ em một đăng ký kênh ạ, ủng hộ em một lượt like nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác mẫu A1 này trước, bởi vì cái mẫu này là một cái mẫu bếp cực kỳ xuất sắc nha các bác nhé. Thương hiệu này, các bác nhìn này, cái mẫu này sẽ là mặt kính giả đá này các bác, mặt kính giả đá, thương hiệu Scott Ceram, tức là cái mặt kính này là mặt kính nhập khẩu của Mỹ nha các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, nhìn nó là mặt kính nhưng mà nhìn nó là mặt đá nhưng mà thực tế nó là mặt kính nhá, mặt kính giả đá. Bo viền xung quanh là bằng inox này các bác này, bo viền xung quanh bằng inox, bích chắn dầu inox, nắp chắn khói inox và kiềng cũng là kiềng inox luôn nhé. Bo lửa sẽ là bo lửa đồng nguyên khối. Và một điều cực kỳ đặc biệt của chiếc bếp này đó là các bác nhìn họng này, họng bếp còn nguyên vân thép nhé các bác nhé, họng còn nguyên vân thép luôn. Mẫu này về độ mới thì khẳng định với các bác là mới 95% luôn, 95% luôn, hàng chỉ thiếu mỗi một cái thùng thôi, thiếu mỗi một cái thùng nữa là thành bếp mới thôi. Các bác nhìn này, họng nó không khác một chiếc bếp mới thế nào luôn. Và bo lửa, đặc biệt là bo lửa đồng nguyên khối, thì các bác dùng đến bao giờ cho nó hỏng? Không thể hỏng được các bác ạ. Bo viền xung quanh là sẽ bằng inox này, rất là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhé. Những cái chi tiết phía trong của bếp cũng rất là đẹp này. Đây em đang mở sẵn cho các bác xem nhé. Đây các bác nhìn này, những cái chi tiết ở phía trong cũng cực kỳ đẹp nhé. Một tay em đặt điện thoại cho nên là nó rất là khó. Đây, các bác nhìn này, đây là còn nguyên tem của nước Nhật luôn nhé. Đấy, còn chữ của tiếng Nhật luôn này, nguyên tem luôn. Nói chung là mẫu này là zin tới từng con ốc nha các bác nha. Đấy, các bác chờ em một chút, zin tới từng con ốc luôn. Đấy, các bác nhìn, đấy em mở ra cho các bác xem để các bác thấy rằng là các cái chi tiết của chiếc bếp đều zin hết nha, đều zin hết này. Chỉ thiếu mỗi cái thùng là các bác có một chiếc bếp mới thôi. Đấy, thiếu mỗi cái thùng thôi, hàng quá đẹp, quá vip luôn này các bác này. Đấy, mẫu này mà các bác thích hàng, các bác thích hàng nguyên bản thì các bác đừng bỏ qua cái mẫu này nhé. Hàng này là dòng phun chức năng, hàng cao cấp. Đây, em sẽ chia, em lắp mặt lại rồi, bây giờ em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác những cái chức năng. Chức năng này các bác nhé, chức năng thì sẽ có hai đồng hồ riêng biệt cho hai bếp, đồng hồ bếp nấu, đồng hồ bếp nướng các bác hẹn 15 phút, đồng hồ bếp nấu thì các bác hẹn 90 phút. Có chế độ tự động nấu cơm, nấu cháo, có chế độ tự động nấu nước và có điều chỉnh nhiệt độ 160, 180, 200. Đấy, một chiếc bếp khay nướng xuất sắc, khay nướng vị nướng nhé, bằng inox sáng choang luôn. Phía trong này các bác này, phía trong gọi là sáng long lanh luôn. Nhà em thì không có sơn xịt bất kỳ cái gì vào đây cả, về thì chỉ có vệ sinh để điện thờ cho các bác thôi. Cho nên là bác nào mà thích dùng hàng nguyên bản thì đừng bỏ qua mẫu này nhé, đừng bỏ qua cái mẫu bếp A1 ngày 19 tháng 8 này. Mẫu này em bán là 4.800.000, 4.800.000 đồng mẫu A1 ngày 19 tháng 8 nha các bác nha. Em sẽ có cho các bác những cái mẫu đơn giản hơn, giá thành vừa phải hơn. Ví dụ như chiếc này A4 ngày 19 tháng 8 ạ. A4 ngày 19 tháng 8 mẫu này thì giá, cách sử dụng bếp sẽ là dòng nút nhấn nha các bác nhé. Dòng nút nhấn như thế này, cần gạt lửa to nhỏ nha. Đây, cần gạt lửa to nhỏ như này, thương hiệu Paloma, hai vị trí nấu phía trên, cạn nước tự động tắt lửa tự động khóa ga và có một khay nướng đơn giản nhé, có một khay nướng đơn giản. Mẫu này thì giá thành vừa phải thôi ạ. Nếu như các bác chỉ cần một chiếc bếp có chức năng chống cháy nồi, chống rò rỉ ga, cạn nước tắt lửa tự động khóa ga thì các bác lấy cái mẫu này thôi. 2.300.000 nha các bác nhé, 2.300.000 mẫu A4 ngày 19 tháng 8 ạ. Chia sẻ đến các bác một cái mẫu khác, A2 ngày 19 tháng 8 nhé các bác nhé. A2 ngày 19 tháng 8 lại là một chiếc bếp thương hiệu Zinai. Cách sử dụng bếp sẽ là phím vặn ngược chiều kim đồng hồ như thế này. Mẫu này thì đời 2021 ạ. Đời 2021, chức năng cơ bản là chống cháy nồi, chống rò rỉ ga, cạn nước, bếp tự động tắt lửa bếp tự động khóa ga. Đấy, thì mẫu này giá thành vừa phải các bác nhé. Mẫu này thì em đang bán với giá là
2,5 triệu nha các bác nha, 2,5 triệu. Bếp chỉ có chức năng cơ bản, nhưng mà đây là một cái mẫu bếp đời cao nha các bác nha, đời 2021 này, đời cao, kiểu dáng thon gọn, hình thức đẹp nha các bác nha. À, nếu như mà các bác mà mua để sử dụng cho các bác lớn tuổi ấy, thì nên sử dụng những cái mẫu nốt vặn này. Mẫu nốt vặn này thì là gần gũi và thân thuộc với các bác, các bà, các mẹ này, các chị em phụ nữ này, vặn như thế này thôi. Hai vị trí nấu phía trên có chức năng chống cháy và một khay nướng đơn giản ở phía dưới. Thì các bác nếu như mà gia đình các bác đã có lò nướng rồi, các bác có thể sử dụng lò nướng cũng được, mà không sử dụng lò nướng cũng được. Rất là đơn giản và dễ thôi. Mẫu này là 2,5 triệu A2 ngày 19 tháng 8. Em có một cái mẫu A3 ngày 19 tháng 8. A3 ngày 19 tháng 8 sẽ là mặt men màu vàng cát các bác nhé. Về chức năng thì chiếc bếp này cũng chỉ có chức năng chống cháy nồi, chống giò rỉ ga, cạn nước, tắt lửa, tự động khóa ga thôi. À, phím vặn ngược chiều kim đồng hồ là công tắc bật bếp. Thì mẫu này nó khác với mẫu A2. Nó khác với mẫu A2 là mặt phía trên của nó sẽ là mặt men. Mặt của mặt A2 sẽ là mặt sơn tĩnh điện. Và mẫu này đời 2022 thì mẫu này em đang bán với giá là 2,8 triệu nhé các bác nhé. 2,8 triệu đồng A3 ngày 19 tháng 8 ạ. À, dạ vâng, em vừa đi qua cho các bác một số mã bếp rất là đẹp của bên kho nhà em. Trường hợp mà các bác chưa ưng được những cái mẫu em vừa lên thì các bác lại liên hệ để em tư vấn và lựa chọn cho các bác mẫu khác. Cảm ơn các bác đã đón xem hết video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.